Anh ấy tên là Rocky, là một võ sĩ quyền Anh rác rưởi. Anh ấy tham gia 50 trận thi đấu thì thua mất 30 trận. Anh ấy không có ước mơ. Sau khi đấm nhau xong thì xuống bên dưới hút thuốc, bị khán giả chế giễu. Quay lại phòng chờ, cú đấm khiến anh ta bị thương, nhưng chỉ nhận được vài trăm bạc. Không biết khi nào trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra, không biết ngày mai có chết đói hay không. Anh ấy mệt mỏi, anh ấy chán nản, một mình trở về nhà, chỉ có thể trò chuyện với rùa cưng, sau đó đi ngủ. Sau khi đến phòng tập đấm bốc vào ngày hôm sau, được biết rằng huấn luyện viên đã xử lý sạch sẽ chiếc tủ của mình. Rocky mất cơ hội tập quyền Anh một cách khó hiểu, vì vậy anh ấy tìm tới huấn luyện viên để đôi co, nhưng chỉ đổi lấy sự giễu cợt và sỉ nhục. Huấn luyện viên nói: "Tôi không thấy có chút hy vọng nào ở anh." Vào ban đêm, anh ta nhìn thấy một nhóm người chơi chữ ở bên đường. Trong số đó có một cô gái trẻ. Rocky kéo cô ấy ra ngoài, nói với cô ấy: "Sau này đừng giao du với bọn họ, sẽ không có đường lui đâu." Không ngờ cô gái ấy không nghe lời, thậm chí còn đưa cho anh ấy một ngón tay giữa. Rocky biết anh không đủ tư cách để dạy dỗ người khác. Rocky năm nay đã ở tuổi 30, đây là độ tuổi mà một võ sĩ nên nghỉ hưu. Phòng tập đấm bốc hiện tại cũng bỏ rơi anh. Anh ấy đến quán bar một mình để uống rượu, xem bài phát biểu động viên của nhà vô địch quyền Anh trên TV. Hai mắt anh mở dần. Ông chủ nói: "Vua quyền Anh là một gã hề khoa trương." Rocky nói: "Cần bỏ ra bao nhiêu nỗ lực?" Mặt khác, đối thủ của nhà vô địch quyền Anh nghỉ hưu vì bệnh, họ không thể tìm thấy một đối thủ phù hợp để có hiệu ứng chương trình. Người đại diện quyết định làm một buổi biểu diễn, tìm một người không nổi tiếng, cho anh ta một cơ hội để thực hiện ước mơ của mình và giành chức vô địch. Đó là chiến đấu với nhà vô địch. Ai mà không thích một lần cùng nhà vô địch quyền Anh thử sức? Chương trình thực sự rất tuyệt vời. Và đối thủ mà bọn họ chọn chính là Rocky. Mọi người đều biết rằng nhà vô địch rất mạnh mẽ, ba hiệp có thể không anh ấy. Rocky cũng biết, nhưng đối mặt với khoản tiền thưởng khổng lồ 150.000, Rocky im lặng, anh ấy không thể từ chối. Sau đó huấn luyện viên đã nghe về điều này, tìm tới Rocky. Ông ta rất ngạc nhiên trước sự may mắn của Rocky, còn đề xuất làm sư phụ cho Rocky. Sau khi hai người cãi nhau một trận, Rocky đuổi huấn luyện viên đi. Sau đó, anh ấy một mình chút bầu tâm sự sau cánh cửa. Huấn luyện viên không giống như trước đây tức giận. Ông nhìn cánh cửa đóng lại, đi xuống cầu thang và rời đi. Sau khi chút giận, Rocky biết mình đã đi quá xa, vội vàng bắt đi bái kiến sư phụ. Không cần nói nhiều lời, có lẽ đây là chuyện tình cảm giữa những người đàn ông. 5 tuần, anh ấy không muốn thua quá nặng. Mặc dù anh ấy biết mình sẽ thua, nhưng ít nhất phải giữ cho mình tự tôn cuối cùng. Tôi chưa bao giờ thấy một buổi tập quyền Anh dã man như vậy. Tủ đông có hơn 500 miếng thịt bò đông lạnh. Anh ta đấm vào miếng thịt bò, một cú lại một cú, một đầu lại một đầu, đấm vào thịt cho đến khi xương bò bị gãy. Đây là phương pháp huấn luyện đặc biệt của Rocky. 4 giờ sáng, thành phố vẫn còn tối, nhiệt độ ngoài trời chỉ 2 độ. Rocky đã bắt đầu tập luyện. Anh ấy đập 5 quả trứng vào chiếc cốc uống hết sạch, mặc quần áo rất quê mùa và không vừa vặn, vừa chạy chậm vừa tập đấm. Ở trên phố chỉ có một mình anh ấy thở hổn hển. Qua một con phố vắng vẻ, chạy qua đường sắt trong thành phố, nước rút cuối cùng, anh ấy khó khăn leo lên các bậc thang của quảng trường Philadelphia. Anh ấy đã lâu không tập luyện, nhằm nâng cao thể lực sớm nhất có thể. Anh ta cũng đến lò mổ để đấm thịt sống. Huấn luyện viên bên kia cũng cố gắng hết sức, không chỉ dạy những gì đã học được trong suốt cuộc đời của mình, các yêu cầu cũng rất nghiêm ngặt. Về tới nhà, bạn gái muốn hôn anh ấy, Rocky từ chối, bởi vì huấn luyện viên nói không được chạm vào bạn gái khi tập luyện. Một cô gái đến tìm Rocky để xin chữ ký, không ngờ lại bị huấn luyện viên đuổi đi. Phụ nữ sẽ làm cho đôi chân của anh mềm nhũn. Ngày này, vì Rocky đánh thịt sống trở nên phổ biến trên TV, có người nhắc nhà vô địch Rocky tập luyện chăm chỉ và là một người đàn ông thực sự. Nhà vô địch quyền Anh dửng dưng nói chỉ là một trò giải trí có lợi nhuận. Anh ta có thể không Rocky trong 3 hiệp. Dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên, Rocky tiến bộ nhanh chóng, năng lượng dồi dào. Anh ấy để người ta đánh vào bụng mình, thực hành chiến đấu, thực hiện động tác chống đẩy, ngay cả chống đẩy bằng một tay vẫn là những bậc thang quen thuộc. Rocky đã có thể chạy lên một mạch. Nhớ lần đầu tiên anh ấy chạy đến đây đã hết hơi, và lần này anh ấy giơ cánh tay lên và hét lên, giơ nắm đấm về phía bầu trời lạnh giá như một vị vua, nhìn ra thành phố làm cho mọi người thích thú. Lần đầu tiên anh ấy muốn giành chiến thắng. Đêm trước trận đấu, Rocky đến võ đài quyền Anh. Anh ấy nhìn vào tấm áp phích của mình, nói với người tổ chức, màu áp phích của anh ấy bị sai, quần của anh ấy phải là màu trắng. Ban tổ chức cho biết, nó không quan trọng, áp phích của vua quyền Anh mới cần phải chính xác, không ai quan tâm anh đâu. Rocky không nói gì cả, quay người rời đi. Về nhà, Rocky nằm trên giường và không ngủ được. Anh ấy biết mình không thể thắng nhà vô địch quyền Anh. Anh ấy biết mọi thứ, nhưng anh ấy thực sự muốn chứng tỏ mình. Anh thề trong tim sẽ không bao giờ dễ dàng bị đánh bại bởi nhà vô địch. Anh ấy phải giữ tới giây phút cuối cùng, xương sườn bị. Đây là cuộc chiến giữa vua quyền Anh và một võ sĩ quyền Anh rác rưởi. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, khiến tất cả mọi người có mặt đều rất thích thú. Tất cả các nhân viên đã đến, cả khán phòng chật kín người. Trong phòng chờ, Rocky tạm biệt người yêu, lặng lẽ bước đến sàn đấu. Có rất ít tiếng vỗ tay từ khán giả. Hai võ sĩ đã sẵn sàng, vua quyền Anh ở bên kia cũng đã đến.
nhà vô địch quyền Anh bước vào đấu trường, anh ta ăn mặc như George Washington. Trời ơi, trận đấu quyền Anh ở đâu vậy? Nó chỉ là một buổi hòa nhạc, toàn bộ khán giả đồng loạt nổ tung. Chương trình này quá cường điệu rồi. Nhà vô địch quyền Anh tiếp tục khiêu khích Jockey và nói lớn rằng sẽ hạ gục anh ấy trong 3 hiệp. Toàn bộ khán giả đã cổ vũ cho anh ta. Người duy nhất cổ vũ cho Jockey có lẽ chỉ có bạn bè trong quán bar. Rung chuông, bắt đầu hiệp đầu tiên, vô quyền Anh liên tục đấm, một đấm lại một đấm, không ngừng chế giễu Jockey. Anh ta dụ Jockey đấm anh ta, nhưng Jockey không thể đấm anh ta dù chỉ một đấm. Bất ngờ nhà vô địch mắc sai lầm, Jockey tung ra một cú đấm mạnh, tốc độ nhanh khiến nhà vô địch quyền Anh không thể né tránh, ngã xuống đất. Khán giả thốt lên những câu cảm thán bất ngờ, bạn bè của Jockey bắt đầu hô hào cổ vũ cho Jockey. Dần dần, một người nào đó trong khán giả bắt đầu cổ vũ Jockey. Vô quyền Anh bắt đầu giao tranh nghiêm túc. Bất ngờ vô quyền Anh tung cú đấm trời giáng, làm gãy xương mũi của Jockey. Nỗi đau khiến Rock có chút bất lực. Nhà vô địch quyền Anh thủ thắng xông lên, anh thì thầm vào tai Jockey, rác rưởi, anh nghĩ anh có thể sao? Điều này khiến Jockey tức giận, anh ấy bắt đầu chống trả điên cuồng. Rock tức giận cũng tìm thấy cơ hội, đấm những cú đấm vào xương sườn của nhà vô địch. Sau đó vô quyền Anh thực hiện một cú đấm rất mạnh, nhìn thôi đã thấy đau, hàm của Jockey gần như bị gãy. Vòng thứ hai bắt đầu, Jockey bị một cú đấm nữa vào mũi. Vòng ba, vô quyền Anh với cú đấm không, Jockey bị đánh gục xuống đất. Đừng đứng lên nữa, không cần phải như vậy. Jockey đấu tranh để đứng lên, anh biết anh đã mất tất cả cuộc sống của mình, lần này anh ấy phải chứng minh bản thân. Khán giả đứng dậy cổ vũ cho anh. Dưới cái nhìn ngạc nhiên của nhà vô địch quyền anh ấy đứng dậy. Vòng thứ năm, vòng thứ 10, cho đến hết vòng 14, võ sĩ vô địch quyền Anh ôm chặt xương sườn của anh ta cũng bị gãy. Bên này, vành mắt của Jockey cũng bị xuất huyết, anh ấy yêu cầu huấn luyện viên cắt mí mắt để máu chảy ra. Vòng thứ 15, cả hai đều đối sức trong ván đấu quyết định. Jockey tìm thấy cơ hội, đánh vào xương sườn bị thương của nhà vô địch, tiếp tục đấm. Vô quyền Anh bị đánh tơi tả, không thể đánh trả. Chuông kết thúc vang lên. Vào lúc này, toàn bộ đấu trường đang gọi tên Jockey vì anh Rock đã thắng. Cuối cùng, nhà tổ chức tuyên bố Rock chính là vô địch quyền Anh. Một đám đông phóng viên đến phỏng vấn, nhưng Jockey chỉ ở trong đám đông, hét tên người yêu. Lúc này, anh ấy chỉ muốn nói với người yêu của mình, anh ấy đã làm được. Khi Jockey tập luyện chăm chỉ vào sáng sớm, khi anh ấy đứng dậy một lần nữa sau khi bị ngã, anh ấy đã thắng, chiến thắng cuộc sống cam chịu của mình. Có người nói rằng, lúc 16 tuổi nhìn thấy Rock, nhiệt huyết muốn sôi sục, nhưng tôi ở tuổi 26 nhìn thấy Rock, nước mắt lại rưng rưng. Chưa bao giờ có một cuộc sống một cách dễ dàng. Chúng ta phải thừa nhận rằng trên thế giới này, một số điều là không thể, nhưng chỉ có chúng ta mới vững vàng từng bước, biến không thể trở thành có thể. Đây là câu nói yêu thích của tôi dành cho bạn. Thành công làm gì có chuyện ngoài ý muốn, chăm chỉ luyện tập mới đưa chúng ta tới thành công. Tôi là Dô Tây, hẹn